10 sự thật gây sốc về Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên vốn là một đất nước bí ẩn, có rất nhiều quy định lạ lùng mà bạn chỉ có thể gặp ở đây. Cùng News khám phá những sự thật kỳ lạ về quốc gia này nhé! Quyền hạn về xe hơi. Ở Triều Tiên, dân thường không được phép sở hữu xe hơi dù có giàu đến đâu đi chăng nữa. Chỉ có quân đội và chính phủ mới có quyền mua xe hơi. Án tử hình. Đọc kinh thánh sẽ phạm tội chết. Còn nữa, xem phim khiêu dâm sẽ bị khép tội và sự trừng phạt chính là cái chết. Chụp ảnh người nghèo bị cấm ở Triều Tiên. Chính phủ cho rằng việc chụp và in ấn hình ảnh những người nghèo khổ sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia Triều Tiên. Kiểu tóc. Ở đây, người dân bắt buộc phải cắt tóc theo những kiểu mà chính phủ đã đưa ra. Hiện tại có khoảng 28 kiểu tóc đã được cho phép. Sân vận động lớn nhất thế giới. Sân vận động Rungrado được xây dựng ở Bình Nhưỡng, được xem là sân vận động lớn nhất trên thế giới, lắp đặt 150.000 chỗ ngồi, nhưng sức chứa có thể lên đến 190.000 người. Mặc đồ jeans. Không được phép mặc đồ jeans ở Triều Tiên. Những người mặc đồ jeans sẽ bị khép tội. Thành phố không có dân cư. Gyeongdong là thành phố được xây dựng ở Bắc Triều Tiên để thu hút cư dân Hàn Quốc đến. Tuy nhiên, thực tế đến nay vẫn không có người đến sinh sống ở đây. NADA. NADA chính là tên gọi của cơ quan hàng không vũ trụ Triều Tiên. Cần sa, hợp pháp ở Triều Tiên. Ở Triều Tiên, việc trồng và buôn bán cây cần sa là hoàn toàn hợp pháp. Di dân đến Hàn Quốc. Trong hơn 6 thập kỷ qua, thống kê cho thấy chỉ có 2 người dân Hàn Quốc di dân đến Bắc Triều Tiên, trong khi có đến 23.000 người dân Triều Tiên tìm về Hàn Quốc để sinh sống. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.